ngài vô địch, thấy ngài vô địch và bạn anh một rồi ạ. Và bạn Hoàng Xuân Bách, một đại diện tiếp theo của đội tuyển Việt Nam từ thi khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và các bạn, bây giờ chúng ta chuyển sang hô Xuân Bách vô địch để xem là lời hô của chúng ta có hiệu nghiệm rồi, và bạn có thể lên top 1 không ạ? Xuân Bách vô địch, Xuân Bách vô địch, Xuân Bách vô địch, Xuân Bách vô địch, 100 điểm của ta. Vâng, chúng ta có thể lắng đọng một tí để kịch tính là còn ở phía trước ạ. Vâng, kịch tính hai còn đang còn ở phía trước ạ. Vâng, mặc dù là phải công nhận là con số 100 vừa rồi đang gây ra sự hoang mang lo sợ cho một số bạn ở trên đây. Nhưng thôi, bây giờ để xem tiếp tục một đại diện khác của khoa tự nhiên, xem có con số 100 điểm hay không. Nào các bạn hộ, AC, không điểm ơi, xin chúc mừng. Bạn con số tiếp theo cho bài 3, đó là 0.67 điểm ạ. Vâng, và như vậy giải tư của chúng ta sẽ thuộc về bạn Phạm Công Minh đến từ chuyên khoa tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin mọi người cho một tràng pháo tay ạ. Tiếp theo đó là bạn Nguyễn Tuấn Linh, bạn đã có 16 điểm của bài thứ hai và hiện nay bạn đang cần 40 điểm, khoảng 38 điểm để có thể vươn lên vị trí dẫn đầu. Và số điểm của bài 3 đó chính là 1.45 điểm và bạn đã đòi lại được vị trí thứ hai rồi. Bạn Hải có muốn phát biểu thêm gì nữa? Thôi, dù sao như thế nào thì chúng ta cũng sẽ cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho bạn Võ Thanh Hải có thể giành lại được những vị trí của mình ạ. Và số điểm cuối cùng của bạn Võ Thanh Hải sẽ là hạng 1 hay hạng 2 đây? Và đó là... rất đáng tiếc. Và như vậy, đại diện bạn Võ Thanh Hải đã dừng lại ở vị trí hạng 3. Và như vậy, mặc dù bạn Hoàng Xuân Bách hãy còn một bài chúng ta chưa biết điểm, nhưng từng đó đã là quá đủ để bạn có thể giành được ngôi vô địch. Và xin chúc mừng cho quán quân Hoàng Xuân Bách của Olympic Tin học miền Trung Tây Nguyên. Bao nhiêu điểm mở ra luôn? Thôi bây giờ dù sao thì chúng ta cũng phải đi khám phá ẩn số cuối cùng, mặc dù có lẽ đây là ẩn số ít bất ngờ nhất ạ. Và số điểm đó là bao nhiêu đây ạ? Nhưng dù sao bạn đã dành cả thanh xuân để có thể là người duy nhất giành điểm tuyệt đối cho bài thứ